we sail a little bit higher. Con bé này nó lại nó ôm con su, biết không quý vị, nó không phải nhớ mẹ nó đâu quý vị, mà nó nhớ cha nó đó quý vị. Cái gì? Trời ơi. Gì? Nó lại nó ôm tôi một buổi cả 10 phút à. Sao nó nói, chị con, ba la lát mẹ dạy cho bú. Trời ơi, đàn bà không có vú. Trời ơi. Không có được. Cái này quý vị, mình phải đính chính rõ ràng lại ha. Con không, con bé nó nói sự thật. Em đặt đồ độn không mà. Ngày bữa bị hút mấy cái đồ nhắc nồi, em lượm em nhét vô còn gì nữa. Con nói lại coi. Nè con gái à, còn cô sao con? Bởi vì tôi tốn mấy trăm triệu vô người, tôi không có uổng tiền. Mới bên lớn, mất nhận thức. Không có được. Cái này là gì không? Chú bê đê. Kêu là chú ba đê. Chú rất là lịch sự. Không bịt miệng á, con nít nó nói sự thật. Không có chối bỏ nó. Con nói gì nói lại coi. Mày vu không, người ta nói không vu. Con thấy bé Tư là anh trai hay anh gái? Ông già. Em biết nó làm gì không? Nó tát ngã heo nái trong người nữa. Mà đây ơi, thiệt con bé thật là đáo để. Cậu xây cậu lên hòa bình. Cậu trang lại cậu xây. Cậu ta đi xây cậu lên. Mày cúng cái gì vậy? Mình dán cái gì vậy? Thầy ơi, ngọn dán ngọn cúng lắc lay ở đây á. Mày dán bằng tiếng Hoa, người ta nghe đâu có hiểu, tao giật mình chết. Thầy ơi, bà lợi, ngọn người Hoa mở lét tiếng Hoa, chứ ngọn người ngồi dán tiếng Việt. Mày phải dán tiếng Việt thì mới được. Thôi, má ơi, ở đây là cái lớp Việt. Con là người Hoa, con dán tiếng Việt mà không có rõ ràng, người Việt nó giật con chết á. Bởi vậy bà lợi ơi. Thiệt á. Gì? Ngọn có nhỏ con gái đẹp lắm. Nhỏ con gái đẹp lắm. Nhỏ gái ok lắm. Ok lắm. Bây giờ nhỏ con gái á. Nói thiệt nè, con gái của nó là không có giả so với cha Việt Nam tầm thường này. Tôi biết rồi, con gái nó không có giả cho người Việt Nam, chắc con gái của bà này chắc nhìn ok lắm nè. Đẹp ơi, đúng không? Con gái của nhỏ là lại giả cho con ở bên Mỹ âm đi chỉ cờ được đó. Là con gái của nhỏ rất là tươi. Con gái ơi, bước ra con gái. À, trời ơi, A Mỹ. Rồi, con gái của họ, A Mỹ. Con A Mỹ một ngày á. Thầy à, ngồi à, con gái ngồi chụp khe lầu cho con chó. Trời ơi, trời cái mốt này là nó cắt theo kiểu á, thì ở bên chỗ nọ á. Thầy à, nhìn con gái của lại giống như con chó xe hơi à. Rồi lắc vậy à. Có đâu, nó chắc là lâu xíu thôi, A Mỹ. Tên gì? A Mũi. Trời ơi. A Mũi. Hai mẹ con của bà này nhá, nhìn thật sự ở ngoài không có giống, người bự người nhỏ không có giống. Mà quý vị biết giống gì, giống cái máu khùng. Ê, con gái nhỏ tỉnh táo lắm á. Bây giờ á, là biết nó chuẩn bị đi đâu không? Nó chuẩn bị đi biên đề. Con mày đi biên đề phải không A Mũi? Máu lửa. Máu lộ. À là nó lấy nó biên đầu đuôi á, mà nó bị con ăn dí rồi nó chạy về đây á. Cái đĩa nó dài ghê ha, hai chữ mậu lơ. Nói với ai chứ mậu lơ. Mậu à. Người ta mậu à. Mày dịch ra cái gì mà dí tùm lum vậy mẹ. Rồi hai nó kêu. Không, nó kêu là. Nó thua mẹ, nó kêu là mổ heo. Lía tầm mấy tầm ba. Nó liền liền này á, nó không phải là mổ heo mổ gì hết. Nó liền này á, nó lấy à, thúi qua, là nó chê bà thi á, lát thúi á. Tới mà, xin mời chị thức ta bắt đầu giờ số.
ngưng được cha ngưng xong mất cảm xúc luôn mà. Anh đẹp thế nhạc không? Đúng rồi. Sao vậy em? Mấy cha mấy mẹ ai gửi cục PD cho mấy cha. Mày chơi PD chỉ cho căng dữ gì mấy mẹ. Chơi PD tới cái nồng độ chế hạn thôi. Chơi nhiều quá nó căng nó nổ. Mai mốt lấy vợ cho mấy má. Thì thôi. Anh biết sao nó lúc cục PD à? Sao vậy? Nó cũng tóc quá trời rồi chị. Lần đầu tiên em thấy trong đời đội tóc giả mà cũng bị gọn tóc nữa. Hai má này cười là hết cười nổi luôn. Cười không ai dám cười đâu cả luôn. Giờ số em. Ê, trả đi, trả đi vô má ơi. Xe bắt chó bắt à. Không thể đầy, mày đi về đà. PD của mày nặng nghe ra cha. Cái để hả? Của bà đó hả? Để ra ba cục là sao giờ? Ngày mai lấy vợ đi má. Dạ ở đây có ai chấp nhận làm vợ nó chào cái gì? Kìa. Trời ơi đàn ông giơ tay không mấy cha. Trời đất quỷ thần ơi. Nam trà nó là tốt. Có ai làm vợ của bé Tư luôn cái gì? Cái gì? Tình quản. Tôi lấy bà Thi về cho nấu cháo heo á. Dạ có ai muốn lấy người đẹp thăm Kim Huệ cái gì? Một khác kìa kìa anh nói kìa. Bây giờ nói chuyện thì nói nghe. Cái gu của mấy đứa đẹp đẹp bây giờ lãnh thức bệnh bệnh đau đau. Rồi còn ai muốn lấy Tâm Thảo cái gì? Rồi cũng anh đó luôn. Đi kìa. Dạ rồi có ai muốn lấy cá thi quý gì? Rồi có ai muốn lấy lên anh quý gì? Rồi luôn anh luôn rồi không cha cha chụp xe Phú Lâm hả cha quý vị ơi. Dạ rồi quý vị ơi. Rồi khoan khoan lấy có ai muốn lấy su su quý vị ơi. Quý vị ơi có ai muốn lấy chị Hương Nga không? Cái thảo qua giơ tay. À, anh nữa hả? Rồi rồi. Không, không. Nó nghe nè. Ba này xây giấy ly hôn nhiều lắm nè. Ông nội này xanh tao không dùng xe lăn cha cả. Nó qua vòng vòng hoài đó. Thiệt là cho số gì ơi. Người đàn ông giật áo hết giờ rồi. Tiếp tục nè này. Thôi xin mời chị chúng ta bắt đầu cho số. Nếu chú quyết định là này chúng ta kêu may mắn. Hey. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ah.
xe Yamaha con 33 từ trước giờ ai trong đoàn này cũng hát cái câu đó rồi, và cái câu đó kẹp theo cái ngón tay chỉ qua bên đây, rồi bây giờ tự nó hát luôn, không ngờ luôn hát lại chứ. Bé từ anh kia con 58 bé từ anh ta từ anh ta còn 58 con từ trường là chưa chắc thưa quý vị, con số 58 giờ điểm kêu ba đã có chồng em đọc giải. Cô bác tìm được số gọi lấy vé để kiểm tra cho chồng em thằng đông nhiều nhỏ quá. Chơi 58 giờ điểm kêu ba có 1, 41 có 2, 24 có 3, danh số cuối cùng là 12 có 4, 12, 24, 41 và 58 hợp lệ thưa quý vị. Cô bác chị nào còn tương tự với trên mặt chứng minh kiểm tra cho công cơ và rồi con gói nhỏ cho ta đây. Anh lấy gấu hay là quạt máy? Quạt máy thì cái bên đó anh lấy nha. Rồi sẽ tặng ra một cái quạt máy luôn. Dạ thưa quý vị, trong lần tiếp theo giá tiền của Như Kỷ là 10.000 đồng. Tuy nhiên phần thưởng sẽ được tăng lên là con gấu bự quý vị nha. Và dòng này mình không lấy gấu nhỏ nữa mà chúng ta sẽ lấy gấu bự, gấu lớn. Với mình giá tiền không thay đổi là 10.000 đồng một lần vé. Hy vọng tất cả quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với gắn áp của tụi mình làm cho tụi em. Và tụi em sẽ mang tới cho tất cả quý vị những tiết mục vô cùng hấp dẫn trong buổi tối đêm nay. Rồi còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với đôi song ca đang rất là hot trên mạng xã hội quý vị. Đôi lời nhớ hơn đây.
Tôi chỉ đem mày kỳ đại, tao đúng tao đứng nhạc lúc áo.
con hai người xôi thì đây mày thì đây con hai người đây hai người đây con thì đây nấu cũ ăn là điều có 3. Dạ số 6. Số 6 hợp lệ. 6, 27, 33 và 60 dòng loại đúng dòng loại. Thì chị gái nhờ một con gấu nha. Rồi lấy đàn con nào cũng được. Rồi chúng tôi tất cả quý vị dòng loại tiếp theo giá tiền của chương trình là 10.000 đồng một lá vé. Và ở dòng loại tiếp theo nếu quý vị không lấy gấu bông, quý vị có thể lấy về cho mình đó là một nồi lẩu ở bên đây ở gì nha. Một nồi lẩu ở bên đây. Tư ơi cầm nồi lẩu lên cho khán giả xem nè. Dòng loại tiếp theo nếu không lấy gấu bông thì có thể lấy là một nồi lẩu và giá tiền không thay đổi là 10.000 đồng một lá vé. Và đây là nồi lẩu chúng em xin dành tặng cho tất cả quý vị ở dòng loại này. Nếu không lấy gấu bông có thể lấy được cái nồi này nhé quý vị nha. Rồi còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với người đẹp Cát Thi. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục được xem người đẹp Cát Thi xíu thú vị. Tiết mục này của làm tiết mục mà phải trải qua thời gian tập luyện rất là lâu mới có thể biểu diễn được, nên khuyến cáo tất cả quý vị phụ huynh và các em nhỏ chúng ta không luyện tập tại nhà nữa.
bàn trên sân khấu là một chồng ghế, một chồng ghế nhựa đúng không vậy? Đó, số lượng ghế đang được tăng cường lên rất là nhiều thưa quý vị. Và chúng ta cùng hòa hợp và chờ đợi xem người đẹp Cát Thi sẽ làm gì với những chồng ghế như này thưa quý vị. Xin lỗi quý vị cho em ngồi chút xíu đau chân. Không cần dở lên ra ngoài. Dạ quý vị, chồng ghế này rất là nặng quý vị nha. Rất là nặng luôn quý vị. Vậy thì tại sao với một hàm răng giả như người đẹp Cát Thi vẫn có thể nâng được quý vị? Bởi vì răng người đẹp Cát Thi cấu tạo rất là lạ, bên ngoài được bọc sứ, được công ty gốm sứ Minh Long một tài trợ, còn ở phần lỗi răng bên trong quý vị là người đẹp Cát Thi đang là gương mặt đại diện của nhãn hàng Phi Măng Hà Tiên Một. Thưa quý vị, hàm răng của người đẹp Cát Thi không phải là răng giả mà là răng mới được trồng lại thưa quý vị nha. Chứ ở đó người đẹp Cát Thi bị hô và bị hở hàm ếch cho nên và tự xiết luôn nha. Rồi thì giờ là một cái dù nha, rất là cao, rất là nặng luôn, nặng lắm luôn quý vị ơi. Đọc những cái gì, đọc hôn thì đọc đặt nhà nha. Chờ đợi thôi thì chúng tôi sẽ cần quý vị bất kỳ một ngành nghề nào bộ môn nghệ thuật của tụi em đi đứng trên sân khấu đều kích lệ tinh thần lớn nhất đó là gì ạ? Đó là sự yêu thương của tất cả quý vị, đó là những chào bóng tay tán thưởng của tất cả quý vị dành cho chúng em. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến chúng em và yêu mến Cát Thi bằng chính những tài năng mà Cát Thi đã mang tới cho tất cả quý vị. Hãy dành cho Cát Thi một tràng pháo tay lớn hơn đủ có được không ạ? Tôi xin cảm ơn một anh trai mà đã ra cũng lì xì cho mình Cát Thi 50.000. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bên dưới quý vị cũng đừng quên ủng hộ tụi em mỗi người một lá vé nha quý vị. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn chị gái 100.000 cho người Cát Thi. Dạ các thưa quý vị, bên trên tụi em biểu diễn như thế này, bên dưới là những nhân viên đang tiếp tục bán vé. Nếu quý vị chưa có vé, quý vị cứ mạnh dạn giơ tay lên, chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ khách chuẩn mình luôn. Và bây giờ tiếp một ngày chưa dừng lại ở độ khó đó, ngay bây giờ độ khó được nâng lên mức độ tối đa, đó là chiếc giường sẽ được cuốn ra, đồng nghĩa với việc gió ở đây qua lại rất là nhiều, sẽ khiến cho việc cân bằng được nó khó hơn gấp nhiều lần hơn. Chuyển chồng ghế xuống đi để nó nha. À rồi, đề nghị ban tổ chức bên trong phát cho em 10 cái nón bảo hiểm trên nhảy đầu tiên. Tiếp một ngày hay xảy ra thuộc đặc đó thì còn... thì lấy cái lồng cầu chỉ che đầu đi lên. Rồi, thưa quý vị có thể thấy là đây một cây dù rất là nặng và nó được bung ra với một cái diện tích
Em được say lòng lòng. Cảm ơn chị gái. Cảm ơn tất cả rất nhiều. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc tất cả quý vị để mà biểu diễn một tiết mục chỉ gói gọn trên sân khấu từ 5 tới 7 phút. Những người biểu diễn phải trải qua một thời gian tập luyện rất là lâu dài, quý vị. Không phải tính bằng ngày, không phải tính bằng giờ, cũng không phải tính bằng tuần nữa, mà thậm chí là tính bằng năm. Những người đẹp các thi đã tập luyện rất là lâu rồi, mấy năm rồi quý vị, mới có thể biểu diễn được cách chuyên nghiệp và cái tỷ lệ và rủi ro nó giảm xuống. Và khi mà bất kỳ một lần nào mà mình biểu diễn tiết mục xiếc công phu hay là múa lửa hay là những tiết mục khác như là nhai lưỡi lam, nha nha hay là ăn thang thì nó đều có rủi ro, bởi vì nó đều có những trục trặc, bởi vì không có gì là hoàn hảo hết, kể cả những người diễn viên, những người nghệ sĩ. Nhưng mà tụi em khi đặt chân lên sân khấu, thông qua mỗi lá vé quý vị cầm bên dưới, lá vé lô tô nó chỉ đơn giản là 10.000 đồng. Tuy nhiên thông qua 10.000 đồng đó, chúng em sẽ mang tới cho tất cả quý vị tất cả những gì tụi em có, tất cả những tài năng của từng chị em trong cánh hát của Thương Nam. Mỗi người sẽ có một tài năng, mỗi người sẽ có một điểm mạnh, và chúng em sẽ mang tất cả những điều mà tụi em có tới cho tất cả quý vị. Và hy vọng trong mắt quý vị và trong suy nghĩ của quý vị sẽ có một cái nhìn thiện cảm hơn về nghệ thuật lô tô, có cái nhìn thiện cảm hơn về những người mà ở ngoài xã hội gọi là người PD đi hát lô tô. Hy vọng là quý vị sẽ luôn ủng hộ và luôn xem sân khấu của Hương Nam là một sân khấu nghệ thuật lô tô chân chính. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta bắt đầu giờ số. Giờ số xong em kể chuyện của Nam Trà. Xuống chỉ đây máy, chỉ đây bóng xuống chỉ đây. Xuống chỉ ta, chỉ ta máy, chỉ ta. Chỉ ta máy, chỉ ta bắt đầu giờ số xuống chỉ đây. Xuống chỉ đây. Nhé kìa. Xuống chỉ ta, xuống chỉ đây. Xin mời tin thân tôi thấy được thầy chờ lại đây nghe. Tuy xuống cho bà không hay không phải chỉ ta. Xuống chỉ đây. Máy chỉ đây, máy chỉ đây, máy chỉ đây. Mới hát em bay là người từng trong năm em có số năm, 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 có hai ngày hai ngày có hai ngày là hai ngày là chân tố hai mươi bốn hai mươi một hai mươi một hai mươi bốn hai mươi một số năm hai ngày ba ngày đây ba ngày ba ngày có chút đông thì gặp người giải rồi, cho những nhân viên ơi, mình xuống dưới mình còn dù lên thấy nhau là tiếp theo.
Mới 6 con ông còn đọc giải đó thôi quý vị. Rồi chúng ta bắt đầu giờ số đô thị. Số 2 có 1, 21 có 2, 31 có 3 và 41 hợp lệ. Và có thưa quý vị, số 2, 21, 31 và 41 4 con số còn bốn cầu bên trên hợp lệ. Rồi lấy một con gấu đi con ơi. Thì dòng đợi tiếp theo là dòng đợi đợi vé. Nếu quý vị còn lẻ 1 vé, 2 vé, 3 vé, 4 vé, chưa đủ 5 vé để đổi thành 1 vé, tụi em vẫn sẽ đổi thành cho quý vị 1 vé nha. Nếu mà quý vị có 12 vé thì em sẽ đổi cho quý vị thành 3 vé mới. Có nghĩa là đổi số lượng số 5, sau còn dư ra bao nhiêu thì em đổi thành vé mới. Ở dưới kìa chị Phụng ơi chị. À, kêu kêu. Xuống dưới kìa mấy anh nó còn lẻ mấy vé lẻ kìa. Trời ai còn lẻ vé lẻ tụi em đổi luôn. Thì em đổi luôn cho tất cả quý vị nha. Và đặc biệt là có một điều quý vị lưu ý giùm em là phần thưởng của dòng đổi khuyến mãi, dòng đổi tri ân khách hàng chỉ có một phần quà thôi. Cho nên nếu mà nhiều người kinh quá chúng ta sẽ bắt đầu quay số, ai số lớn nhất mới nhận được phần thưởng. Và để chúc lời người đẹp xù xù đó quý vị. Và dòng lời này là dòng lời chúng em mà tri ân quý vị khán giả của ngày đường sáng sáng sôi tới đây chung vui với lại gánh hát Lô Tô Hương Nam trong đêm ngày hôm nay. Thì bây giờ quý vị nào có vé trên tay thì tập trung dành sáng chuẩn bị giờ số kìa kìa, đổi cho người đẹp Vũ Phương kìa, Vũ Thu Phương kìa. Đó, người đẹp Vũ Thu Phương đó. Trời ơi, 80 năm mới gặp lời. Vũ Thu Phương hả? Nghe. Ủa trai mà. Dạo này còn ống không? Còn có bỏ nha bà nội, bỏ tôi trên người Phương lắm. Phương Phương, lên anh ơi, xuống đổi cho Phương Phương kìa. Phương Phương bên Singapore mới về đó em. À, giải phẫu anh trai lại rồi đó hả? Hồi đó là làm cái mà giải phẫu anh trai, giờ thì anh trai chưa lên luôn. Không biết mà lại gì luôn. Đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Đó, Phương Phương đó. Cái gì vậy em? Đấy, nghe á. Mà nhóc mình tìm hơi ê. Nè 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 Su, lấy con bà này nè, lấy lại chị đi nghe. Chụp một cái này là động vật quý hiếm nha, nằm trong danh sách đỏ tuyệt chủng đó nha bà. Chụp một cái đỡ nó chết, một cái là mới đó nha. Rồi ngay từ bây giờ quý vị nào chưa có vé thì quý vị chơi luôn quý vị. Tất cả các quý vị chúng em sẽ phục dụng từng nơi đổi vé cũ thành vé mới của chị. Dạ rồi, đặc biệt chúng em sẽ khuyến mãi thêm. Ngay bây giờ anh trai nào có con này 6 muối chỉ cần phạt cái bụng ra chúng em tặng liền 10 vé. Và mấy chị gái được mà cái bà cũng đều phạt ra em gói lại 100 ngàn đi về trước. Sợ luôn. Nghe kìa, dỡ lên kìa. Dạ đánh em. Dạ đánh ra, dạ ra cái chị ối cho em. Thả cái bụng nó bự quá rồi. Rồi. Bên đây nhiều chứ. Cái thân giặt đó hả? Kìa kìa, được cái dòng cuối thay đồ đẹp dễ sợ. Rồi bắt đầu cho số. Cô chị đẹp mày, chị đẹp con quay, chị đẹp mày. Chị này là dòng cuối cùng. Chúc mày mắt, chúc mày mắt gặp con cô ba. Số chị ra mày, chị ra. Số chị đây là số chị ra. Từ mai cái tuổi tám tuổi về đâu.
Chị gái số 60.
Và hai số rất là lớn. Và anh trai số 51, chị gái số 60. Và dòng lộ này cũng là dòng lộ cuối cùng. Chúng em tạm biệt và chia tay. Hẹn gặp lại quý vị đêm ngày mai. Thêm một lần nữa thay mặt đánh hát Loco Hương Nam, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc dạ. quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, xin chào tạm biệt và